Như đợt trước Liên giới thiệu cho mọi người đó là Liên sử dụng cái khuôn này đó để dùng để ăn chay, như món chay thì nhìn nó giống như là mì căn hoặc là một cái loại đó thì nó như vậy, và Liên đem kho để Liên ăn tối. Thì Liên sẽ, cái này là 350 g thì Liên sẽ kho với lại khoảng 3 muỗng dầu hào, 5 g muối, 3 muỗng nước tương, 2 muỗng đường. Rồi xong Liên sẽ nói tiếp cho mọi người nghe. Liên làm gì nữa? Chắc cho ớt, cho tiêu nữa ha. Nhưng mà trước tiên đó, đầu tiên vô á là cho chút bơ rô phi ha. Rồi phi tao lên cho nó thơm, cho miếng gừng, rồi cho miếng gừng vô xào cho nó thơm nữa nha. Đó, vậy đó, cho nó ấm bụng mùa đông rồi hẳn kho. Đây, bơ rô Liên sẽ bỏ vào trong nồi ha, để xào với gừng. Bỏ bơ rô cái bị bơ rô bỏ vô, hành hà gừng, gừng chỉ có bấy nhiêu thôi, một bỏ nó ra. Chai này là chai dầu hào chay nha mọi người. Vegetarian oyster flavor sauce. Sau khi bỏ gia vị thì gồm có dầu hào. Có dầu hào 3 muỗng, canh dầu hào 3 muỗng này. Rồi 3 muỗng canh nước tương và 2 muỗng canh dầu mè, 2 muỗng cà phê thì khoảng 10 g đường và 5 g muối, 1 muỗng ớt đó, và 10 g tiêu. Rồi và riu 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 dễ thôi. Tôi thích ớt chuông kho tiêu lắm, cho nên là mình cho thêm nửa cái ớt chuông thôi, vàng vàng cho nó ngon hơn, có vitamin C. Để có liu viu xíu nước thì các bạn cho vô khoảng 50 ml nước ha, cho nó liu viu cho nó ngon. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loại cái này. Thì cái này là dành cho mấy người mà ăn chay nhưng cũng là giảm cân, không ăn tinh bột, bởi vì nó gọi là bông cải trắng, cauliflower. Mình xé cái giấy ra đây. Nó kêu là cauliflower cút 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 như đó. Thì đó, bây giờ mình chỉ xào, mình chiên cái này lên ăn với cái đó, cái rau là đủ bữa tối. Vậy đó, mình giới thiệu cho mọi người, nhìn cũng rất là giống cơm. Bây giờ người ta bán trên thị trường nhiều lắm để cho mấy người ăn chay và nhưng mà lại kiêng về tinh bột. Mình bỏ nó ra rồi cái bắt đầu mình rang cho nó vàng. Đó là một cách ăn chay đó. Đây là dĩa cơm, đây là bông cải trắng đã xào ha. Đó. Rồi còn cái cải bok choy thì Liên luộc, Liên luộc với nước trong nước nóng, xong luộc xong cái bỏ qua nước nước lạnh thật là lạnh. Đó. Luộc cho nó chín vừa tới, bỏ qua nước lạnh thật là lạnh cho nó giòn. Rồi sau đó chế một chút vô mè. Còn cái mì căn đó, cái mì căn Liên kho tiêu bỏ lên đó, thành bữa cơm tối dành cho những người nào mà kiêng tinh bột. Đó. Liên thì Liên muốn ăn thử cái món mà bông cải cauliflower nó ra làm sao, tại thấy mọi người
hay ăn chay với cái loại này. Chúc bà mọi người làm được món ăn chay ngon nha.